Hello, đón chào các bạn đến với vòng xoay khủng long. Và hiện tại trước mặt chúng ta là có một con khủng long Spinosaurus. Ôi, rồi có thêm một con T-Rex rất to đang đến đây nè các bạn ơi. Đấy, và cái con T-Rex rất to này nó đang là cắn con khủng rất là hung dữ kìa các bạn ơi. Đó, nó cắn nó lôi con long Spinosaurus đi luôn, mất tiêu luôn. Và bây giờ có vẻ như con khủng long T-Rex nó đang chuẩn bị gặp một đối thủ của nó. Wow, đó là một con khủng long Spinosaurus rất mẹ quay về à. Rất giận dữ. Ui, nó cắn kìa. Long T-Rex rồi. Vậy rồi bây giờ cái vòng quay của chúng ta dừng lại một cái xe màu xanh nước biển nhạt. Ok, chúng ta coi coi con khủng long dây là con khủng long gì đi nha. Wow, hóa ra là con khủng long Giganotosaurus. Một con Giganotosaurus khá là gầy còm. Wow. Đó, người nó toàn là xương không vậy các bạn ơi. Có những cái gai trên lưng khá là dài luôn nha. Wow, rất là ghê. Đấy, xem nào. Và bây giờ nó đang bước đi rồi các bạn ơi. Quay, đó chính là một chú khủng long, không là hai con Giganotosaurus đang bước ra ra kìa. Gầm lên rất ghê. Ôi, rồi bây giờ vòng quay của chúng ta tiếp tục với năm màu thế nào. Đấy, và bây giờ nó dừng lại rồi. Đó chính là một cái ô xanh lá cây. Rồi. Chúng ta cùng xem coi bên trong ô xanh lá cây này là con khủng long gì nhé các bạn ơi. Ôi, hãy xuất hiện ra đây đi nào, hỡi con khủng long trong cái ô màu xanh lá cây này. Hóa ra đây là một chú khủng long Gigantosaurus với những cái mảng loang ở trên lưng của nó kìa các bạn. Đấy, đấy, đấy. Wow, trông rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, một cái đuôi rất là dài luôn kìa. Chào. Và những cái răng rất là sắc nhọn luôn. Và một đôi mắt màu vàng rất là đẹp rồi các bạn. Ôi, và đây khi cánh cửa được mở ra. Wow, đó là những chú khủng long Gigantosaurus. Thì bây giờ chúng ta coi nào. Cái vòng quay dừng lại ở màu tím. Và cùng xem coi chiếc xe màu tím này sẽ là con gì đây. Con gì có cái gai gai quá trời vậy ta. Và hóa ra đó chính là một chú khủng long Amagasaurus nha. Đấy, con khủng long Amagasaurus với những cái gai rất là dài. Ho
Đấy, một cái đuôi cong lên luôn kìa. Ồ, cái gai ở cổ quá trời dài luôn. Rồi, bây giờ con Amega Saurus này nó bước đi rồi. Tèn tèn tèn. Con khủng long Amega Saurus giờ đang bước ra đây. Rồi rồi rồi, bây giờ thì đây là cái xe màu cam. Rồi, chúng ta cùng coi nha, xe màu cam này sẽ có con gì trong đấy đây? Các bạn có đoán thử chưa ta? Wow, và trong đó chính là con khủng long trung kinh Osiris màu xanh lá cây. Wow. Rồi rồi rồi, còn tiếp theo lại là một con trung kinh Osiris nữa được xuất hiện với chúng ta đây nè các bạn ơi. Và con này có nguyệt cổ khá là dài nha, cái miệng cũng rất dài nữa. Wow. Bây giờ là những con khủng long trung kinh Osiris đang bước ra. Đó là một bầy trung kinh Osiris quá trời lớn. Và bây giờ mình có được một cái xe màu cam. Vậy thì chúng ta cùng xem thế nào. Rồi 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 nha. Wow, một con khủng long xanh mồi đang xuất hiện tại đây nè các bạn ơi. Đó chính là một con T-Rex màu nâu. Wow. Nó có cái đuôi khá là dài ha. Ôi, rồi bây giờ tiếp tục là hình như trong đây vẫn còn khủng long các bạn ơi. Và đó là con khủng long T-Rex. Một con T-Rex màu xanh lá cây. Và hai con T-Rex đang đấu với nhau. Cắn qua cắn lại rất ghê. Ôi, rồi bây giờ đây là cuộc chiến thực sự của hai con khủng long T-Rex các bạn ơi. Ghê quá, đấu qua đấu lại kìa các bạn. Và rồi bây giờ cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe màu xanh nước biển này là chiếc xe tải bí mật ngày hôm nay. Ây chà chà, coi nào. Ồ, là một con kinh công màu trắng. Ê, một con kinh công trắng rất to khỏe rồi các bạn, nó đã xuất hiện tại đây rồi. Wow. Rồi nhưng các bạn ơi, vẫn chưa hết đâu, chưa hết đâu. Đây, xuất hiện tại đây đó là một chú khủng long màu kiếm Parasaurolophus nha. Quá là ghê luôn, một con khủng long màu kiếm cực kỳ đẹp. Đấy, cái đuôi nó khá là dài nữa. Ồ, và nó có những cái đường hoa văn ở tay chân của nó rất là màu mè hoa lá hè. Quay. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Và ô, bí mật ngày hôm nay của chúng ta còn có thêm một chú cá mập.
Đây chính là một con cá mập thời tiền sử rất là hung dữ. Wow. Đấy, có một đôi mắt màu đen và cái miệng màu đỏ luôn. Tèn tèn tèn, chà chà chà, có những cái vây bơi cũng rất to nha. Đấy, vậy là chúng ta đây có ba con vật. Wow, và các bạn ơi, chúng ta hôm nay sẽ cùng đi vào một công viên rất là đẹp và đi tìm chú khủng long thôi. Ồ, trên con đường này có rất là nhiều khủng long đây nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi thôi nha. Rồi, gặp đầu tiên đây là một con khủng long tigress màu xanh nước biển đây nha các bạn. Tigress xanh nước biển rất là đẹp đó. Ấy cha cha, ấy cha cha, coi nào coi nào. Bây giờ tiếp theo là một con khủng long trung kinh màu xanh rất. Và đây là con Dimetrodon. Đấy, con khủng long Dimetrodon của chúng ta đây có cái vảy to trên lưng kìa các bạn, và màu xanh lá cây tuyệt đẹp luôn. Bỏ vào trong giỏ thôi. Rồi bước tiếp theo qua đây mình gặp con này là một con khủng long Ankylosaurus nha. Một chú khủng long Ankylosaurus với một bộ giáp gai trông rất là vững chắc luôn. Wow, và đây một cánh cửa được mở ra rồi. Công viên khủng long của chúng ta đang chào đón những con khủng long Ankylosaurus với cái bộ giáp rất là vững chãi. Wow, rất là hay. Đấy, những con Ankylosaurus của chúng ta. Ai, coi coi, đây đây thì có con gì? Đây chính là con khủng long Dimorphodon. Wow, con Dimorphodon là một con khủng long bay, nó bay rất là giỏi luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo bây giờ thì là con khủng long này, Mamenchisaurus nha. Wow, con Mamenchisaurus này có cái cổ rất là dài đấy nè các bạn ơi. Ê, cho vào đây nha. Ok, khủng long này trông rất đáng yêu. Nó chính là một chú khủng long nào kiếm Parasaurolophus. Bỏ vào trong rổ nào. Coi nè, chúng ta đang có một con tim rất màu xanh nước biển, cái màu rất là nổi bật luôn kìa. Rồi cho đây nha, con tim bằng bằng các bạn, rất hay kế bên đây con này là một con khủng long đầu búa siêu đẹp. Nó cũng rõ mà không liên tục được. Con này nó rất là thích cúi đầu với chỗ khác. Ây chà chà, chúng ta có con khủng long T-Rex màu xanh nước biển kìa. Ôi, T-Rex màu xanh nước biển này có đôi mắt màu đỏ kìa các bạn. Kế bên con đường này chúng ta đang bắt gặp chú khủng long Dimetrodon nha. Thế bên này con này là con Canotaurus chứ còn gì nữa. Một chú khủng long Canotaurus với cặp sừng rất đẹp. Wow, và một bầy khủng long Canotaurus nó đang bắt đầu ngày mới mà đi săn thôi đấy các bạn ơi. Rất là hung dữ. Kế bên này mình thấy có con khủng long Spinosaurus cực đẹp với cái vây, cái vây đẹp ha, cái vây hai cái màu màu
hồng và một xanh nữa. Oh oh oh, và có con Elasmosaurus đang là nằm ở trên phía bên vệ đường. Rồi cho vào trong chiếc rổ của chúng ta. Cha cha cha, con khủng long Herasaurus này đẹp quá các bạn ơi. Con này có những cái hoa văn màu vàng ở trên lưng kia. Con này thì là một con trung kinh Osaurus nha. Đó, trung kinh Osaurus của chúng ta đây, có cái gai rất là dài luôn. Quay quay quay, khủng long Herasaurus. Rồi cho vào trong rổ nha. À ha, và một con khủng long Abatosaurus cổ dài hình lần cũng đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Hello, khủng long Abatosaurus đã đến với chúng tôi. Wow, và đây là công viên khủng long của chúng ta. Rồi tiếp theo mình đi một vòng nữa nào. Đó đó các bạn ơi, có con khủng long Herasaurus đây, móng tay rất là dài luôn ha. À và rồi con khủng long này đó chính là một chú khủng long Ankylosaurus. Rất nhỏ nhắn đáng yêu, có đường mắt đỏ. Con này thì nó là con khủng long Velociraptor nha. Ôi rồi cho con Velociraptor vào trong đây. Ta đang thấy tiếp tục là có con Dilophosaurus ở gần một cây màu xanh. Đấy, và nó cũng là một con khủng long màu xanh lá cây. Wow, và cánh cửa này đã mở ra rồi. Rất là đẹp, đó là những con Dilophosaurus các bạn. À, và có chú khủng long Maiasaurus ở đây nữa. Một chú Maiasaurus với hai cái tay dài chống lên phía trước và bước đi. Miệng nhỏ xíu mà rất là dài ha. Rồi, cái con Amegasaurus cũng được bỏ vào trong đây luôn. Bây giờ qua đây, ui trên bãi cỏ nâu chúng ta thấy có con Apatosaurus màu nâu. Ok, quá là đẹp luôn. Con Apatosaurus cổ dài này nó có những cái đường sọc sọc màu trắng nữa. Ok, cho vào đây nha. Rồi, cái con này là con Amegasaurus không? Không, đây là khủng long Giganotosaurus nha các bạn ơi. Trời ơi, cái lưng vành gái thôi kìa. Cha cha, ôi ôi, có con khủng long Mosasaurus nó cũng bơi lên bờ để chơi đây. Wow, một cái đuôi của nó rất dài luôn kìa các bạn ơi. Cái miệng rất to của con khủng long Megasaurus. Ui, nó cắn vào cái con Giganotosaurus kế bên này. Ôi, và bây giờ nó đang bơi lội tại đây rồi. Wow, nó đang bơi rất là nhanh để săn mồi các bạn ơi. Ôi, con
Tyrannosaurus màu nâu siêu to luôn. Ai cha cha, đây chính là con khủng long Allosaurus ha. Một con Allosaurus màu xanh lá cây nè các bạn. Ôi, còn cái con này thì là cái con gì đây? Là chú khủng long T-Rex màu vàng mập phú thu. Wow, qua bên đây nào, xin chào một chú khủng long trung kỳ Allosaurus, cái gai rất dài trên lưng đấy các bạn. Rồi xích cái rổ qua đây chút xíu nha. Wow, và chúng ta đang có con khủng long này, nó chính là con khủng long Indominus Rex con. Ok, bỏ con khủng long đó vô. Bây giờ đây các bạn ơi, có con Therizinosaurus nha. Wow. Khủng long Therizinosaurus của chúng ta có cái bộ móng tay quá dài đi. Ôi, và đây khi cánh cửa được mở ra, ba con khủng long Therizinosaurus này ôi trời, rất hung dữ. Đấy, ghê chưa. Ê, rồi tiếp theo chúng mình, đi đây, mình có con khủng long T-Rex con hả? Wow, quá là đẹp đi các bạn ơi. Ô, có con khủng long T-Rex màu nâu trông rất đáng sợ, người toàn là gái mà thôi. Ok, đấy, trông đẹp quá đi thôi các bạn ạ. Cho vào trong chiếc rổ đi nào. Mình gặp được con khủng long Allosaurus cổ dài nè các bạn ơi. Cho vào trong rổ luôn nha. Có một con Allosaurus con nhỏ xíu à. Hay quá ta. Ấn cái nút này là những cái vây nó đập đập bơi bơi được luôn, hay chưa. Ok, và có con cá mập màu xám hung dữ, đôi mắt đen của nó ở đây nữa các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn đang chờ đón con mồi của nó. Đấy, có con này là con khủng long màu kiếm Brachiosaurus. Wow, có cái miệng nhỏ xinh thế ta. Đã vậy cái màu kiếm còn rất là đẹp nữa. Ôi, và cái lưng có cái đường sọc màu cam luôn. Đấy, cái móng chân màu đen kìa các bạn, rất hay. Wow, cái tay dài quá. Và bước ra ở đây đó là những con khủng long màu kiếm Brachiosaurus. Wow, chúng đang gầm hú lên. Âm thanh rất là hay của khủng long Brachiosaurus. Ây, chúng ta qua bên đây tiếp tục nha. Có con này là cái con khủng long Gigantosaurus. Đấy, các bạn ơi, con này có một cái mảng loang ở trên lưng của nó kìa. Và cái đôi mắt màu vàng cùng với những cái răng rất là nhọn luôn. Ôi chà chà, một cái đuôi cũng rất dài và một góc dáng rất là nhanh nhẹn của khủng long săn mồi. Con này là một con khủng long màu kiếm nhỏ xinh màu xanh nước biển. Quá là đẹp. Nhưng có con khủng long Baryonyx màu cam mắt đỏ. Và rồi kế bên này, con khủng long này chính là con khủng long Spinosaurus nha. Một con Spinosaurus vây đen màu nâu rất là đẹp. Và chào chú khủng long T-Rex của chúng ta màu xanh lá cây. Wow, đôi mắt màu vàng, bộ da trông rất là đẹp. Đó chính là khủng long T-Rex các bạn ơi. Wow.
Quá là đẹp luôn, và khủng long rất là giống khủng long thật ha các bạn. Ôi, lại là một con T-Rex nữa. Có vẻ như chúng ta đang đến rất gần với hang ổ của những con khủng long T-Rex thì phải. Các bạn ơi, có khi nào hôm nay chúng ta sẽ lọt vào trong chỗ hang của khủng long T-Rex không? Ôi, và lại thấy một con T-Rex màu đỏ kia nữa kia. Đó, nơi đây có con gì mở cửa ra? Một đôi chân rất quen thuộc này, không lẽ nó là T-Rex? Đúng như vậy, con khủng long T-Rex ra chào sân. Wow, ghê quá các bạn ơi. Đúng là tới hang ổ khủng long T-Rex rồi. Đấy, lại là một con T-Rex khác màu đỏ nha. Con này có cái màu đỏ trông rất là hung dữ. Ôi, nó có đôi mắt đỏ luôn kìa. Ê, cho vào trong chiếc rổ nào. Ôi, giờ bên này thì lại có một con Gigantosaurus à. Wow, con này có những cái tiếng kêu thầm gừ các bạn ơi. Gigantosaurus này có cái màu xanh lá cây nha, cái bay lưng thì đen đen. Ôi chào, chúng ta hãy chào mừng con khủng long T-Rex màu nâu mắt đỏ. Oh, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, không biết là còn điều gì đang chờ đón hay không, và liệu rằng chỗ này còn khủng long T-Rex không ta? Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, chỗ này đang là một cảnh tượng rất đáng sợ. Đó là những con khủng long ăn thịt, nó đang là bắt lấy một con cá mập. Wow. Và trong kia con khủng long Giga cùng với con khủng long T-Rex tại đây. Wow. Con T-Rex bắt đầu nó tiến lại gần, tranh giành thức ăn với con khủng long Indominus Rex. Lúc này có vẻ như con Indominus Rex nó không chịu. Và nó quay qua đánh nhau với lại con T-Rex rồi. Wow, cuộc chiến gay cấn đang diễn ra tại đây. Không con khủng long nào chịu nhường con khủng long nào cả. Có vẻ như con khủng long T-Rex nó đang trả đòn lại con khủng long Indominus Rex. Wow, vậy như con cũng là Indominus Rex này không chống cự lại được sức mạnh con T-Rex. Và lúc này con Giga nó thấy vậy, nó cũng muốn tới đây tranh giành miếng mồi ngon. Mà nó cắn vào con T-Rex rồi các bạn ạ. Con Giga này nó tấn công rất là ghê. Nhưng bị con T-Rex phản đòn lại rồi, cắn cho một phát và con Giga nằm im luôn. Và con khủng long Spinosaurus đến rồi. Nhau rất là gay cấn. Có vẻ như con khủng long T-Rex nó đã không chịu nổi sức mạnh của con Spinosaurus rồi. Và video của chúng ta hôm nay đến đây cũng hết rồi các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong những vòng xoay khủng long tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.